Bài lớn cái giấy ông lợi. Dạ. Em đem đi trả. Dạ. Bà cho nó ăn bằng cái gì bà? Cái này bằng... Bây giờ nó còn nhỏ, mình cho ăn thức ăn. Dạ. Rồi nay mốt nó lớn lớn, chừng một tuần nữa mới cho nó ăn cơm. Dạ. Ăn cơm với thức ăn là nó mau lớn. Dạ. Rồi lớn nữa mình mới cho ăn lúa. Dạ. Bây giờ này nó còn nhỏ, mình cho ăn thức ăn vậy nè. Dạ. Dạ, thức ăn á hả bà? Cái này thức ăn của nó này nè. Thức ăn của gà hả bà? Của gà, còn của vịt á thì thức ăn hột dài. Dạ. Cái này hột gà thì nhỏ. Dạ. Thấy mấy con gà này thấy thương quá à. Thấy thương hả bà? Thấy thương quá, nó vàng lông mà thấy nó đều với nhau á. Dạ. Nó thái đó. Dạ. Đó. Tối nó gái, tối nó kêu ra nhiều không bà? Chừng nào nó đói rồi nó mới kêu. Dạ. Chứ nó không đói, nó không kêu. Chiều á, 6 giờ mình cho ăn uống đầy đủ rồi. Dạ. Đẩy vô nhà cái rồi. Dạ. Tới 5 giờ nó thấy sáng nó mới kêu mình. Dạ. Sáng là nó mới kêu, có sáng tối nó kêu không? Tối nó không có kêu, no, nó không kêu mà đói nó mới kêu. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nó cũng... nó muốn bài ra đó. Dạ. Nay mới có 10 bữa. Ơi, muốn bài gà bài không được. Chưa có lông mà. Dạ. Bà có để nước cho nó uống không? Có, để chai nó đây nè. Dạ, dạ. Nó uống bên đó đó hả? Ừ. Dạ. Đó, có chai nước của nó đó. Dạ. Mấy con vịt chạy đâu hết rồi hả bà? Nằm mấy bên đó. Yeah. Đi ra, nó ra ngoài đường cái nó uống ba nước hồ. Dạ. Thành ra nhốt nó trong đó. Để đồ ăn bên đó cho nó hồ nước bự vậy nè. Cho nó vô tắm. Yeah. Ăn lại đó. Nó làm gì đó nó làm đi. Dạ. Yeah. Mấy người ta xây hồ đó người ta gửi xe trong nhà, ngoài trước nhà bà vậy không hả? Người ta để vậy có gì. Đâu có, mình đâu có quà quậy gì đâu, mình nó sợ. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Rồi người ta lợi, người ta nói xin bà để xe hả? Thì sáng lợi nó cho con để xe. Dạ. Yeah. Cũng kêu cho con để xe, chứ không phải là nó muốn ăn. Dạ. Yeah. Để vậy đó. Dạ, yeah. Rồi ta... Rồi bữa bên này làm bên cái rồi, nó biểu có bên này có kẹt qua, đưa qua bên đây. Dạ. Yeah. Đưa ra làm sao. Dạ. Yeah. Thì nó cũng phải đưa đi thôi. Dạ. Yeah. Quen, mình đâu có... Dạ, giống như cho người ta để bà. Dạ. Để cho nó làm, nó vững vàng, để ngoài đường xe cộ, nó lâu kéo mất. Dạ. Công. Người ta gỡ có nhiều lúc nhiều xe không bà? Có 3-4 người à. Dạ, dạ, dạ. Không có nhiều. Dạ. Thằng thầu nó cũng ở đây, nhà nó đây. Dạ. Nó xây đó cho em nó đó. Dạ. Bị đòn hoài mà không ngán ta ha. Nó khác bài. Dạ. Mình thấy nó nhỏ quá, nó đẹp quá à. Thành nó để chung vô đám này. Dạ, cờ dạ. Cán lộn hả? Rồi nó thấy nó cứ dành ăn bánh ta hoài. Dạ. Đánh cái bởi vì bà la đó hả? La đó. Dạ. Ở ké, ăn ké mà cũng lập đường làm dữ nữa. Dạ. Buồn buồn đó rồi đi ra ngoài này ngồi chơi. Em mơ ngồi ở đây đã rồi mới sắp ghế ra đó cái thấy con về đó. Dạ. Yeah. Thấy con lại hả? À. Thấy con lại.